Hello, xin chào. Nay anh đi kéo cá nha cả nhà. Kéo cá nhà ông anh quốc kéo vô đi kéo cá rồi mình tiện quay cho cả nhà mình cùng xem luôn. Rồi, xin mời cả nhà mình cùng xem nha. Ao rộng lắm Hello. nha cả nhà, ao rộng, ao Mà cá sâu, to cá luôn cả nha. nhiều, cá to. Mình cũng khoái lội nước kéo cá này là cũng khoái lắm, nghe luôn mà mắc quay rồi không xuống lội được. Sau chắc phải nhờ ai quay hoặc kiếm thêm người cái quay để mà lội, thấy lội là khoái rồi. Nay kéo cá mình kiếm con to to và mai mình nấu lẩu ăn nha cả nhà, làm con nấu lẩu. Chú qua chân chị này mà xuống bây giờ dân được chị đấy. Ao cá nhiều lắm nha cả nhà, cá to lắm nhưng mà kéo khúc là bị hở chi, kéo hở chắc là ra hết chui dưới đó. Ông anh phải đi ra sau mà đạp chi xuống, lại là nó hỏng quá chi chắc nó ra hết rồi. Trống rồi đó. Không làm sao mình sát. Rồi vô góc đừng kéo ngang vậy. Sát luôn, đạp 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 sát luôn, đạp sát cái pháo ở trên luôn. Luôn. Anh đạp ở dưới chân rồi sát bờ đó, còn đài sơn luôn cái này đi thêm. Thì kéo về trên nó cái pháo á, đạp vô chân nó. Đó, dài dài vô. Chứ con cắt tê rồi. Em hơi bị chắc cú luôn đó. Chân dưới em đặt chân trên em trụ vậy nữa thôi. Phải cho chắc nha, tống lật rửa đó.
sợ anh Tâm vô ngay chỗ này. Đó. Đó. Đá lên đi nha. Ngày xưa mình coi kéo cá chẳng bay. Bay trong bên ra bên ngoài vô đá. Đi đâu đây? Đi đâu anh? Đứng đây nè. Có đặt gì hả? Có đặt gì hả? Đây đó, đó, đó. Đây gục tre không này. Đây gục tre mà. Đây 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 đây. Đuôi bự bự bự. Đó đó đó. Kêu bự cái tấm to kìa. Đó đó đó. Hả? Quá trời luôn á. Trời mưa nay. Em mà kéo lại chạy. Cái đó để một phát nó nổi trắng luôn hết rồi. Để. Đó kìa đó. Đó kìa đồ đó. Đó đây nè. Cá ta kìa. Không phải cá cá mè. Cá bắt bằng tay dính. Gì cơ? Trong đây nhiều. Trần bay cá tầm. Nó bướng ở đây đó, xe đó. Đó, gốm lưỡi là phải thấy nhảy vậy chứ hôm nay có thấy nhảy đâu. Đấy, bố không vào ấy đừng chì ở trong đi. Ông vào đây đi, vào đây đi. Hai bên đường chì nhá. Chú Tú Nam đừng kéo đâu, chú Nam bỏ tay. Không, đâu, chú dán cho cháu. Bay đây này. Cầm đường chì ở trong cho. Cầm nhân nhân hẳn luôn, chỗ đó luôn. Đó, nhân hẳn luôn luôn. Nhân hẳn luôn. Nhân hẳn đây. Khoan từ từ nhá. Mỗi thằng một bên kéo lên trên luôn nè. Không, vũ 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 luôn rồi. Rồi ok. Có nào nữa. Đây này. Một người xoắn ở giữa nha. Con kia lại phóng vô à. Đâu nó bay bay ra mà nó phóng. Xoắn bên này. Đâu rồi, xoắn đi. Rồi, xoắn. Xoắn. Rồi hai bên cứ tải ra xong rồi rũ xuống. Bằng nào bằng nào. Từ từ thôi, từ từ thôi để cháu ôm đã, cháu ôm. Đấy, cháu đâu cho mày. Ôi giời. Mày rú tao dưới xuống. Anh phải đứng rộng ra. Chỗ nào rộng ra? Đứng chỗ nào? Đứng ra hẳn ngoài nó luôn. Em đi kia đi kia. Đứng rộng ra thoải mái đấy. Rồi. Tay cứ rú hẳn xuống xong rồi bỏ cái lồng lưới đó cho nó ra đằng sau. Từ từ. Bố gom vào trong đây phụ con đi này. Chưa rồi, bác bỏ đây. Đâu, con lên đi. Đưa cái giường chì đây. Đấy, đường chì nó đang còn ở ngoài mà nó vào trong được mà. Lên đi. Kéo đi, giường chì kéo đi. Rồi. Đấy, lần sau mà biết đừng mà kéo. Đâm, đâm, phụ lối em cái lên đây đó. Thằng này không được, nhoi lắm. Lôi, lôi, lôi. Tìm lối, anh tìm lối, lối trên pháo đó, đó cái pháo lên nè. Năm kìa, cái thịt lưới đó. Đó. Nó lôi nữa mà. Này một tuần có kéo hai lần mới quen hả? từ Mm-hmm.
Chắc là mình là sao đó chăng? Hả? Chắc là chăng? Cái xấu mà ông vô. Chị lên giấc đi, chị lên giấc đi. Chị lên giấc đi. Lên. Bỏ cái này luôn rồi. Cái nó không thật chẳng hãy gì hiểu. Dưới nước nó không. Mình chỉ bẩn nó không có. Chị lên giấc đi. Mắc cái gì rồi lên? Mắc có gốc cây dưới sau này. Cái này nó đạp mà dưới, nếu mà thịt nó đạp cái này. Cái này nó chạy thôi. Cái thang nó chạy thôi, cái này nó đạp cái này. Rồi túm lại. Có 200 con mà nhiều thế nào hay để hèn bàn vô lưới hết cả 200. Không có con nào luôn. Đúng rồi, trong áo dân ngự vừa khó không vậy ha. Không có thả thì nó dịch tay tường không. Rồi. Mắc cây dưới rồi. Rồi mắc cây kìa. Cái này mắc đá hay mắc cây? Đâu cái nào không có thả đâu. Ngay chỗ chân anh nhé. Đâu không. Từ từ. Giờ cả nằm gòn trong lưới rồi nha. Từ từ đi. Không kéo này không? Bắt. Bóc cái kẹo luôn, cái kẹo buộc cho nó cẩn thận. Để xuống ao chơi. Ủa như cái này là sao lấy cá? Đó là vợt bò lên kia. Bắt vợt mà. Đó, vợt nào đó. Vợt con nào đem lên bò lên đó. Cái này kéo lên. Chú Nam không cái chỗ cho nó chú Nam cầm rồi. Đây. Chú mày ôm rồi đó. Quay. Đứng. Có quay đâu mà. Đứng được mà, đứa chúng đứng được. Đứng được. Nè. Nè đây. Nè đây. Lúc khi con gì vậy? Khi nhỏ cho con đâu anh. Bắt luôn. Thôi ăn đi má mày lớn xấu. Đâu. Cho mày qua này. Đó, cầm mời phỏng ra đó. Này, hoa. Cầm này bông cái không? Rô phi mình câu xong ăn đó. Đó, con cà chép đó. Rô phi bây giờ khó câu lắm. Chấm đen nè. Chấm đen thả đây. Cái chịt lắm chứ. Thèm gì nè thấy ít ốc được hả? Miếng nước cái gì dễ lựa. Có ốc luôn này. Ốc gà con gì sợ. Mày làm cả nhảy nha.
gào con chơi là không được đâu. Này một tí này chặt đít cho sao. Con gì to vậy được. Đó, 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 cá trà to rồi. Được con. À, hồi nãy giờ nói không thấy cá trà. Cá trà như một cái vật đầu lành. Cái vật này. Cá trà kìa. Còn con rô phi kia còn to kìa. Con rô phi hồng. À, rô phi, rô phi cho bá. Cá trà đấy. Bắt được lắm. Đó, con rô. Đồ phi kia bự cho bả rồi. Đó, cha. Cầm cao cái đồng này lên không sảy á. Đừng đưa đưa nào nè. Đưa chứ ta. Đưa vào con ròm kìa, đưa vào ròm đừng cá kia kìa. Con ròm hạ thấp luôn. Hạ thấp hẳn luôn. Đó. Đây 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 coi coi. Đó. Đây, phi. Con rô phi là to lắm. Con cá ta nó đâu rồi? Con đó là. Đó, 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 đó. À, đó, đó. Hạ thấp thôi. Hạ thấp chút rồi. Cái nào vô thì cho cái này, anh rớt xuống đó còn lấy được nè. Đó. Nè. Bà to luôn. Lấy luôn, lấy luôn. Dạ, nổi không? Sao phải 5 kg vậy? Đó. Ủa, cá ta lạ hả? Cả uống ở đây lên lên hồ con hai con ông anh bắt một con mình bắt một con nha mai nấu lẩu nha. Hai con nằm chỗ luôn. Kéo không dính cái cá chép. Video đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Kéo từ trưa tới chiều rồi, giờ cũng tối rồi. Tính là lấy cá về làm nấu quay luôn cho cả nhà cùng xem. Không kịp mua gia vị rồi, không kịp tối rồi. Mai mình làm mình quay lên. Xin kết thúc video tại đây. Cả nhà mình coi ủng hộ kênh với. Xin chào.